Em xin giới thiệu sơ sơ về em một chút ạ. Em là Trần Thị Thanh Vân, em đang sinh sống ở Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu ạ. Và em vào Rocky từ tháng 7 năm 2023. Thì cơ duyên mà em biết đến sản phẩm nhà Audi Farmers là cái hôm đại hội năm á, thì em có đi cùng với lại chị mentor một sao của em là chị Nguyễn Vân. Thế em thấy chị có gặp anh Vinh và chị với anh Vinh có trao đổi về một cái trường hợp giảm cân. Thì lúc đấy là em đang là cao 1m62 và em nặng là 59 kg, nhưng mà em cũng chưa có tìm hiểu về cái dòng men bên mình và em cũng chưa có cái ý định là giảm cân. Nhưng mà sau sau Tết ạ, sau Tết thì cái cân nặng của em tăng lên là 61 kg và em thấy là cái bụng em khá là to, nó cũng nặng nề và mình cũng tập thể dục nhưng mà nó không có giảm xuống được. Thế là em mới mới bảo là mình nghĩ là mình cần phải giảm cân và em nhớ là bên nhà Audi Farmers là có một cái liệu pháp giảm cân, nên là em cũng mon men vào các Zoom để em học. Thì em cũng có tốt nghiệp mà cái khóa giảm cân và nhận bằng xong rồi sau đó là em đặt liệu trình về em để em trải nghiệm. Thì trong trong đầu em thì suy nghĩ là mình sử dụng cái liệu trình này thì kể cả nó có không có giảm cân đi chăng nữa thì em tin chắc là nó sẽ tốt cho cái đường ruột của em và nó sẽ tốt khi mà đường ruột của mình nó khỏe mạnh rồi thì cái các tế bào trong cơ thể mình nó cũng sẽ khỏe mạnh. Thì tại vì mình học mình biết được là men vi sinh này nó có đa chủng với các chủng là được phân lập từ đường ruột và được lưu trữ ở ngân hàng gen bank rồi được sản xuất từ nhà Cell Biotech là một cái tập đoàn hàng đầu của thế giới, với lại cái công nghệ thì công nghệ tiên tiến nhất rồi nên là mình cũng yên tâm mình sử dụng. Thì như cái liệu trình đầu tiên của em thì nó cũng khá là dễ dàng, thì sau 16 ngày thì em giảm được là 4 kg, từ 61 kg giảm được về 57 kg. Thì sau đó thì nhà em lại đi chơi đi du lịch và có tiệc tùng nên là em lại không có theo được hết cái liệu trình. Nhưng mà trong đầu em nghĩ là em chắc chắn là em sẽ phải sử dụng thêm một liệu trình nữa để cho mình giảm về cái số cân mình mong muốn. Thế là sau khi đi chơi về thì em lại tiếp tục em mua một cái liệu trình thứ hai và lúc đấy em có tham gia một cái buổi Zoom là cái buổi kick up hôm thứ sáu để vào cái giảm cân mà có sự hỗ trợ của anh Vinh với lại trợ lý bên nhà Men Vi Sinh Audifarmed ấy. Thì em được tham gia cái Zoom không phải tham gia cái Zoom mà tham gia cái nhóm giảm cân ấy. Thì lúc này thì em bài bản hơn là em mua cái cân về để em đo các chỉ số. Thì cái ngày đầu tiên là của liệu trình 2 là em 57,7 kg và vòng bụng của em là 88 cm và vòng eo là 80. Thì cái liệu trình 2 em mới bắt đầu em đo, cái liệu trình 1 thì em lại không đo. Thì liệu trình 2 thì lúc ấy mình có suy nghĩ là mình phải cần phải lưu lại. Thì còn trong Zoom thì mọi người rất là vui, ngày nào cũng đăng lên là hôm nay ăn gì rồi chỉ số của mỗi ngày nó thay đổi như thế nào rồi còn được sự tư vấn hỗ trợ của anh Vinh và các trợ lý bên nhà Men Vi Sinh nữa. Thì cái liệu trình 2 của em là đang tiếp tục và hôm nay là em cũng đến ngày thứ 16 này. Cũng qua 15 ngày đấy ạ. Thì sáng nay em đo thì em giảm thêm được 3,8 kg. Và cái vòng eo của em là giảm từ 80 là em giảm xuống còn 73 là em giảm được 7 cm. Còn vòng bụng của em là từ 88 em giảm xuống 83 là em giảm được 5 cm. Thì em thấy cái phương pháp này rất là an toàn, rất là tốt, phù hợp cho tất cả mọi người mà nó cũng không khó khi mà mình thực hiện. Mà khi mà em giảm cân thì em thấy là cái cơ thể em nó khỏe ra, da dẻ hồng hào đẹp lên rồi, các chỉ số như là chỉ số mỡ nội tạng rồi mỡ dưới da đều giảm, trong khi đó cơ và nước lại tăng lên. Thì em nghĩ cái liệu pháp này thì ai cũng có thể làm được, nên là mọi người hãy giảm cân để mà mình có một cái vòng eo đẹp, một cái body đẹp và một cơ thể khỏe mạnh. Dạ. Rồi em xin chị trả đến đây ạ. Thế ạ. Rồi em cảm ơn ạ.